tuyển U23 Thái Lan đã giành nhất bảng B sau chiến thắng tối thiểu trước U23 Lào 1-0. Như vậy là ở vòng bán kết, U23 Thái Lan đã không gặp U23 Việt Nam. Thay vì đó là U23 Malaysia sẽ gặp U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Indonesia ở vòng bán kết. Chúng ta cùng xem lại một số diễn biến của trận đấu U23 Thái Lan và U23 Lào. U23 Lào đã trận này với U23 Thái Lan cũng với tinh thần là quyết chiến rất cao và cũng mong tìm được một trận thắng hoặc là một trận hòa để làm hành trang sau khi chia tay giải. Một pha tấn công vào tỷ số được mở cho đội U23 Thái Lan ở phút thứ 19 của trận đấu. Một pha chuyền vào từ bên góc phải so với khung thành của đội U23 Lào và cầu thủ mang áo số 7 dễ dàng điểm bóng cận thành nâng tỷ số lên 1-0 cho đội U23 Thái Lan. Một kết quả thuận lợi đối với đội U23 Thái Lan. Nếu muốn tránh đội chủ nhà U23 Việt Nam tại vòng bán kết không vào, một sút phạt trước khu vực 16m50 của đội U23 Lào. Tuy nhiên bóng đi quá nhẹ, không làm khó được thủ thành của đội U23 Thái Lan. Thì một sút phạt nữa, bóng lại không vào. Lần này thì một pha đánh đầu rất căng và thủ môn đội U23 Thái Lan đã phá được bóng. Một pha tấn công cho đội U23 Thái Lan không vào, bóng đi chật không hẳn. Trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải, có một pha gây cấn giữa cầu thủ hai đội. Cầu thủ mang áo số 14 bên phía đội U23 Thái Lan đã có một pha vào bóng rất nguy hiểm với cầu thủ mang áo số 11 bên phía đội U23 Lào và cầu thủ hai đội lao vào nhau để tranh cãi pha bóng vừa xảy ra rất nguy hiểm. Không vào. Một pha bóng nguy hiểm bên phía đội U23 Lào được tạo ra, tuy nhiên không có tỷ số được ghi và kết thúc trận đấu thì tỷ số 1-0 nghiêng về đội U23 Thái Lan.